năm thiên tai. Gần cuối năm rồi có trận bão to này. Bao nhiêu cây ở trên rừng bị gãy. Ui cây to thế. Như một con rồng ấy. Cái cây này nhìn giống con rồng thế. Cây to đấy. Cây. Đây là sông cầu mọi người ạ. Đây các cái xe cứu hộ đây. Bà con đang đi xem rất là đông. Các ô tô của nhà dân đổ lên đây để tránh ngập lụt. Kia làng mạc. Hello Lý Dinh. Chào em. Các phóng viên đường phố tác nghiệp. Đây là cái cầu. Cầu này rất là cao. Kia lại có một cái cây gỗ to về tiếp này. Thì dạy đê bên Nông Lâm cũng ngập bùng 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 rồi. Thế à? Đê Nông Lâm à? Đê nhưng mà nó là ở dưới sườn thấp ấy. Dưới cái chỗ mà làng đấy. Đây đấy, những cái nhà thấp ở dưới. Vâng. Ngập hết rồi, hôm nay đi qua đấy. Ngập hết rồi. Ồ kia có một cây gỗ to đang chịu trôi về. Đấy thì có một cây to. Chắc là ở trên rừng nó chảy về nhỉ? Trên Lào Cai, Yên Bái còn bị đấy, những cái cây ở đây là nó trôi đi. Đây là khu trung du miền núi. Bây giờ mà vỡ chút đời cái nam là nhà nam đi to. Mọi người đang đi xem lũ lụt, trận lụt thế kỷ luôn. Nước chảy này. I'm from Vietnam. Tại Yên City. Nước đang chảy rất mạnh. Đâu bà con Việt Nam mình. Alo. Alo Tê Phạm. Việt Nam mình đang, miền Bắc đang chống với cơn lũ. Ở đây ít khi có lũ mọi người ạ. Nước đang chảy này. Nước đang chảy rất mạnh. Cà phê biến tượng. Trò nhưng mà còn ăn uống nữa chứ. Đây là cái trò cao rồi này. Bà con đang đi xem hội. Đi xem. Tối hôm qua ở đây còn đi được này. Còn đất này. Bây giờ bị ấy rồi.
tràn rồi này. Đường cũng thành sông rồi, đây là đường. Cái cổng quán cà phê bình thường rất là đẹp. Nhà bà con đang đỗ xe để đi xem. Nước chảy xiết này. Mố cầu to chưa? Hello Trần Thị Hương. Cổng quán cà phê đẹp chưa?